Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là 27 âm lịch Tết. Thì cái trại này là cái trại kệ chữ A. Vì cái trại rất gần ở xưởng nấm, thì nấm sẽ thường xuyên chia sẻ với mọi người. Từ lúc trước giờ thì nấm có chia sẻ, ý là nói cái trại này nha, nấm chia sẻ cách làm như thế nào, cách chắc phôi như thế nào thì mọi người cũng theo dõi thường xuyên rồi. Bây giờ thì nấm chia sẻ về cái vụ ánh sáng. Thì ở cái lần thứ 3 thu hoạch đó, thì cái tai nó ít, thì nấm có nói với Dượng là cái cách dọn vệ sinh, thì chúng ta dọn vệ sinh sao cho cái cổ nó tròn phét tạo vết thương mới là một. Cái thứ hai là cần tiếp oxy. Hôm bữa những cái lứa đó là Dượng chia cái miếng này nó kín quá, mặt trước cũng vậy nè, mặt trước chia kín quá, nên là cái đợt cái nấm nói trại của Dượng nó hơi thiếu oxy á, là bên ngoài nó có lớp bạc nữa, nên là khi mà thu hoạch nấm mình dỡ lên, thứ nhất là có độ sáng, cái thứ hai là có oxy nó trào vào. Còn ở trên chi như thế là ok rồi, hở ở trên một tí xíu nữa là tốt, ở trên hở xuống tới cái cây nữa là oxy nó vào tốt nè. Mà tức là khi mà mình xử lý ra nấm á, sợ gió lùa thì mình cứ hở chân chừng khoảng 30-40 thôi, mà ở trên hở nha, ở trên hở thì tốt hơn vì gió nó lồng dưới chân lên, thì ở dưới hở khoảng 20-30, ở trên hở khoảng cỡ nửa mét thì tốt để cho oxy nó vào. À, rồi thứ nhất là oxy, hai độ sáng. Thì để tiếp để từ từ thì nắm chia sẻ về vấn đề ánh sáng đã. Rồi để nói thì cái trại này, bên này trại của Dưỡng chia làm hai, trại này thì đang thu hoạch gần hết rồi, thu hoạch từ sáng giờ nha mọi người. Sáng nắm có livestream rồi, nhưng mà bây giờ là đã thu chăm hái gần hết rồi, còn có mấy cái leo que. Thì cái chùm nấm thì như thế này ra qua đây sáng này. Nó quay kỹ cho mọi người xem cũng rất là đẹp đúng không, ánh sáng có nè, chùm nấm cưng dễ sợ luôn. Đã cưng rồi còn dễ sợ nữa. Rồi thì hái hết rồi thì nó không chia sẻ nữa. Rồi nó quay qua đây nó chia sẻ lại nha. Đó là vụ ánh sáng. Thì khi mà nấm đã chia sẻ video trước về cái cách dọn vệ sinh ok rồi, tròn cổ, cái thứ hai là oxy, khi mọi người rút nấm ra cần oxy rất nhiều, để trong cái quá trình quả thể nó tạo thì nó cần oxy, vì trong cái thời gian mình đẩy nắp thì nó cái phôi mình nó ngộp thiếu oxy trầm trọng, khi rút ra là để oxy nó hút mạnh vô cái phôi. Thì chúng ta khi mà xử lý sốc lạnh xong rút nắp thì chúng ta sẽ bung trại, làm sao cho trại càng sáng càng tốt. Đây nè, dỡ lên để oxy nó vào. Lúc đẩy nắp càng tối nha, còn lúc ra nắm càng sáng. Rồi cái thứ hai là ánh sáng. Đây ánh sáng. Trại này nấm nói với Dượng là khi mà rút nắp xong á, sốc lạnh rút nắp xong đừng có bật điện cả ngày cả đêm chi, bật cả ngày cả đêm luôn, đừng có tiếc. Có những trại cứ tiếc là không chịu bật điện, bật điện để chi, để cái kích thích cái ánh sáng nấm nó bung qua thể. Cái thứ hai nó tạo cái hướng nha, ví dụ như cái ánh sáng nó cố định như thế này thì cái nấm nó có xu hướng là mình thấp ở giữa nó chiếu vô cái cổ này, chiếu vô cái lỗ miệng này, nó sáng. Thì nó cứ định hình từ cái lúc mà rút nắp đến cái lúc mà thu hoạch luôn, nó định hình luôn, cố định ánh sáng. À, chứ còn nếu mà dụ ban ngày á, thì mặt trời nó chạy qua bên này, nó chạy qua bên kia, hướng đông hướng tây, à, ánh sáng nó di chuyển nó cũng không có đều. Cái thứ hai nó phát tán không đều. Cái thứ hai nữa là ban đêm á, bắt đầu mình mới bật nữa, à, nên là nó lộn xộn, nó không có định hình được. Thì nói về chuyên ngành thì có thể là mọi người khó hiểu, nhưng mà nấm cứ nói mọi người nên làm vậy, rút bật điện. Điện đèn này, cái đèn led này thì tốn không có bao nhiêu đâu. Trại càng nhiều thì lắp càng nhiều. Ai có điều kiện hơn thì lắp cái bóng to hơn, cho sáng hơn. Nên khi mà cái lứa này mọi người thấy không, khi kích ánh sáng này, nó ra chùm chùm rất là đẹp. Rất là đều, rất là đẹp luôn. Mấy bữa lứa trước ra có hai tay, ba tay leo que. Hỏi sao là lý do dọn vệ sinh. Cái thứ hai nữa là không có chịu thấp điện. Là bị ngộp nữa. Hôm bữa Dượng chia bị ngộp. Năm mai nói kêu để Dượng dỡ lên. Mà cái đây là dỡ cũng hơi sai nè nha. Hơi sai là đáng lẽ chúng ta là phải gió nó hay lù vô thì chúng ta dỡ ở dưới còn 20 thôi. Dưới chân hở 20. Ở bên trên hở cỡ nửa mét đẹp. Xuống tới cái cây đó là đẹp nha. Chứ còn đây là ở trên nó kín ở dưới hở. Gió nó lồng vô. Tức là oxy thì trào vô rất nhiều, nhưng mà lỡ đi gió lù á là nấm nó bị gió lù là nó bị khô, bạc trắng hết, là nó nhiều khi nó khô tay luôn. Ở đây thì đỡ, xung quanh cây cối không thì nó ít có gió lù. Đó. Đáng lẽ là phải dỡ trên nữa nha mọi người. Dỡ ngang cái cây đây là ok đấy, ở dưới trống. Mọi người cứ hình dung là tất cả những cái khác là càng tối, còn khi ra nấm càng sáng, sáng càng nhiều càng tốt rồi. Xong.
nhớ là sáng từ đầu đuôi luôn thì tốt. Mọi người thấy ra chậm nấm không? Cái này lớn nè, đẹp nè. Có quạt hút nữa, ok. Đám chia sẻ cái trường hợp quạt hút rồi. Không biết có cái video ở Tây Sơn thì chắc năm chưa đăng, để năm về năm nay là quạt hút chơi, hút để nó trao đổi không khí. À, chứ nếu như mà đứng lại thì gió nhiều khi cứ có không khí nó vô, oxy nó vô nhưng mà nó không bằng cái quạt hút. Có quạt hút nó mới cái luồng không khí nó mới đảo được, đảo ra, hút ra rồi vào. Cái khi nó hút ra thì sẽ có cái vào, nó cứ ra vào cái không khí nó được tốt hơn. Chứ còn nó đứng nhiều khi đứng gió cái không oxy nó nhiều khi nó không có trào vào. Rồi thì đấy mọi người thấy, giờ sau khi kích ánh sáng rồi chùm nấm rồi lên như thấy như thế này á, nhưng mà khi nó lớn nhìn đẹp lắm nha mọi người, do nó còn nhỏ quá, nó còn ở trong cái cổ này, nên là khi chờ nó ra cái này tới sáng mai là đẹp, nấm sẽ quay lại cho mọi người xem nữa. Nói chung là mai hên xui là vì ngày mai là ngày 28, có đánh bông chuyền mừng đảng mừng xuân, nhiều khi nếu mà nấm dậy sớm một tí nữa, do nay là tiệc tùng nhiều lắm mọi người, tất niên rồi. Đấy. Rồi cảm ơn tất cả mọi người, xin nhắc lại mọi người nhớ nha, bật ánh sáng, cứ rút nắp xong bật ánh sáng đi, bật cố định luôn, rồi ở dưới chân dở lên 20, ở trên hở xuống cỡ nửa mét cho trào oxy vô, rồi sáng cố định, rồi tưới tắm rồi đàng hoàng nữa là xong. Còn dọn vệ sinh, dọn tròn cái cổ, cạo cho tròn cái cổ thì nấm nó bung đều. Rồi như thế, ok chưa? Vậy thì nấm sẽ chốt cái video, kết thúc cái video ở đây. Chúc tất cả mọi người nhiều sức khỏe. Cũng năm mới rồi, chúc tất cả quý khách hàng, tất cả mọi người trên toàn thế giới này một năm mới an khang thịnh vượng. Chúc năm mới phát tài.